Ok anh em, thì đây là cái cục pin mà mình đã từng bán cách đây khoảng 6 tháng 1 năm về trước anh em. Cái viên pin này của khách của mình gửi về lại cho mình ha. Nó bị cái tình trạng đó là nên DJI battery khi mà nó chuyển lên hệ mini 4 nha anh em. Thì trước đây cái máy này của khách mua là cho mini 3 và bây giờ khách chuyển hệ lên mini 4 và cái lỗi của nó là cái lỗi pin không chính hãng ha, nên DJI battery detect nha. Mình sẽ show cái màn hình cho anh em xem. Rồi, đây ha anh em. Lỗi non DJI battery, non DJI battery detected aircraft unable to fly. Là tức nghĩa là pin lỗi này là lỗi pin không chính hãng và không cho bay hết anh em. Thông tin của pin mình sẽ cho anh em xem nè. Xài được 18 lần hết anh em. Nói chung những cái thông số này kia rất là ok, nhưng mà bây giờ nó báo pin không chính hãng thì anh em có gạt cần cỡ nào thì nó cũng sẽ không bay ha. Đó, nhưng với mình á thì cái vấn đề này nó không có gì đáng ngại hết anh em. Vì mình pin của mình bán ra từ xưa giờ mình toàn là xài mạch pin chính hãng thôi. Cho nên là với cái lỗi này mình hoàn toàn có thể sửa được nha anh em, nhưng mình phải là pin chính hãng, pin sử dụng mạch điều khiển, mạch quản lý pin chính hãng thì mới có thể sửa lại được nha anh em. Và cái viên pin này của mình hoàn toàn có thể sửa lại được và mình sẽ sửa lại xong rồi mình sẽ test lại cho anh em xem ha. Đây cũng là nó này ha, cục pin nãy của mình nè anh em. Mình chuyển vào chế độ video, có đèn cái nè. Cục pin này mình nếu mà nói mà nó mà cạy ra để sửa chữa gì đó ở bên trong, thay thế cái gì đó thì thật sự là nó sẽ không có dễ ăn ha. Đó, có nghĩa là mình chỉ can thiệp về phần mềm thôi, và phần mềm này là hãng họ hướng dẫn cho người dùng sửa cái lỗi mà nên DJI battery nha anh em, nhưng mà chỉ dành cho làm kỹ thuật thôi, dành cho anh em làm kỹ thuật thôi, chứ mà dân thường thì chắc là không có được đâu. Mà nói chung là mình nói anh em nghe, bởi vì mình mới nói anh em á, DJI họ vạch ra một cái đường là bắt buộc á, người chơi á, phải sử dụng đồ chính hãng anh em. Còn anh em mà không sử dụng đồ chính hãng ha thì gần như là không có cách nào có thể khôi phục lại được những cái viên pin mà nó báo lỗi nên DJI battery detect hết ha. Dạ rồi, ok anh em. Xong, giờ gạt khởi động cái là nó ịn thôi chứ đâu có gì đâu khó. Take off. Rồi, anh em nghe tiếng gì chưa? Đó, chạy nè. Chạy. Take off. Đó, anh em thấy đơn giản không? Mình nói rồi, hãng người ta đã vạch ra một cái đường để mình đi theo con đường đó, mà mình đi con đường khác, tức là mình chơi những cái pin mà pin giả đó, pin sử dụng cái mạch không chính hãng đó, thì mình nói anh em là không có cách gì để có thể mà sửa chữa lại được nếu như mà nó bị báo lỗi nha. Còn mà nếu như mà anh em đã sử dụng những cái linh kiện của chính hãng rồi thì cho dù có lỗi ha thì cũng sẽ có cách để sửa được nha anh em. Đó là cái ý nghĩa của cái việc mà sử dụng linh kiện chính hãng ha. Và đây là những cái viên pin của mình bán, những cái viên pin mình toàn bộ là sử dụng linh kiện chính hãng thôi, cho nên là nếu mà lỡ có bất kỳ một sự cố gì á thì mình đều có thể khôi phục lại được nha anh em. Và cái việc mà cái viên pin này sau khi sửa xong nè thì anh em có thể hoàn toàn cập nhật firmware bình thường và sẽ không bao giờ bị lỗi nữa, không bao giờ bị lỗi nữa nha. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Không, cái cục pin này xưa làm rất là xấu, rất là tệ luôn, nhưng mà nó vẫn cứ là ngon anh em, vì nó là xài đồ chính hãng anh em. Rất là chắc, rất là êm luôn. Nhờ nhờ nó làm nhờ cái thiết kế thoát gió kiểu cái này của mình nè. Cái viên pin nó gần như là không có gì thay đổi luôn sau thời gian sử dụng nha anh em.